đến với cái kênh Điện Lạnh Quang Trung. Thì Quang Trung cũng rất là vui khi mà tất cả mọi người xem video cũng như là các anh chị em đã ủng hộ cái kênh của Quang Trung ha. Thì từ Tết giờ thì trong Tết thì Trung cũng lưu mua cũng rất là nhiều, có rất là nhiều những cái ban bệnh luôn mà Quang Trung cũng có thời gian để quay cho các anh chị xem, tại vì là gần cận Tết á, cho nên là cũng cho thợ thầy về nhiều, về hết rồi, cho nên mình cũng không có thời gian để mà mình có cái caramel á mình quay cho mọi người xem đó. Thì lời đầu tiên Trung cũng cảm ơn lại tất cả các anh chị em đã ủng hộ cái kênh Quang Trung trong suốt thời gian qua. Thì những anh chị đã yêu mến và đăng ký cái kênh của Quang Trung thì còn Quang Trung cũng sẽ hết mình trong cái việc là làm nghề nghiệp mà có những cái khó khăn, có những cái ban bệnh, cũng như là những cái công việc mà Quang Trung cảm thấy hay thì Quang Trung sẽ quay cho anh chị xem và chúng ta cùng trao đổi cái nghề nghiệp trong cái công ăn việc làm của năm 2023 ha. Đó. Thì chúc tất cả anh chị em và mọi người nói chung là về cái tháng giêng cũng chuẩn bị qua rồi, cho nên là chúc tất cả mọi người có một cái công việc thật là ổn định và thu nhập dồi dào hơn của năm 2022 ha. Đó. Thì Trung cũng về ăn nói thì Trung cũng không nói hay như mọi người ở ngoài kia là các bạn làm YouTube. Đó, thì chung là cũng là dân kỹ thuật thôi. Đó. Thì có cái gì hay hoặc có là cái gì bổ ích thì Quang Trung sẽ quay cho mọi người xem mà. Đó. Chứ cũng không có biết là khéo miệng khéo mồm đâu mọi người. Đó thì mọi người anh chị em có xem thì nếu yêu mến Quang Trung thì hãy ủng hộ cái kênh của Quang Trung ha, để Quang Trung có cái những cái động lực, những cái niềm vui để mà ra nhiều clip hay cho mọi người xem. Đó. Thì mọi người nhớ là subscribe và nhấn cái nút chuông thông báo đó, đó. Để mà có những cái video mới từ Quang Trung ha. Thì chúng nói là thì năm la lại là cái công việc ngày hôm nay thì cũng là chung kể mọi người nghe là cũng có một anh khách hàng ảnh coi cái kênh của Trung và những cái bệnh rất là đơn giản, chẳng hạn là EC05 EC5 rồi đó, rồi E21 thì Trung đã quay nhiều cái clip rồi, nhưng mà hầu như hình như chắc ảnh không có thời gian cũng như là xem chưa hiểu đó, thì anh khách hàng thôi chứ không phải là như anh em thợ. Nếu mà như anh em thợ thì chắc chắn là sẽ làm được rồi, thì nhiều anh khách hàng cũng làm được luôn, nhưng mà hôm nay ảnh kêu là Trung ơi xuống sửa giúp anh về cái máy giặt nó bị lỗi E05 giống của em vậy đó, trên clip của em luôn. Thì Trung xuống Trung làm thì cái E05 đã hết rồi, thì bây giờ thì nó sẽ đổ qua cái E21, cho nên là tiện thể thì Trung quay cái E21 cho mọi người xem luôn ha. Đó. Thì tất cả các anh em nha, có thắc mắc hoặc là có những cái gì muốn mà quay cái clip gì đó thì anh em cứ comment vô trong cái video ha, anh em cứ comment xuống dưới, Quang Trung sẽ canh cái thời gian rảnh thì Quang Trung sẽ làm cái những cái video đó cho anh em có thể yêu cầu ha. Chứ Quang Trung không có ngại gì đâu, còn mọi người có thắc mắc gì hỏi trong cái trao sự trao đổi nghề nghiệp thì Quang Trung cũng
sẵn lòng hỗ trợ tất cả anh chị em. Quang Trung có không giỏi gì, nhưng mà thật sự ra là thì Quang Trung sẵn lòng biết cái gì sẽ hướng dẫn anh em làm hết tất cả mọi việc. Thì anh em làm việc, anh em bỏ thời gian ra coi video của Quang Trung, thì anh em làm được việc, kiếm tìm được, kiếm cái nguồn tiền được, thì Quang Trung cũng thấy rất là vui rồi. Đó, cho nên thì anh em cứ thoải mái comment bên dưới, có thắc mắc câu hỏi gì cứ comment bên dưới ha, thì Quang Trung sẽ trả lời. Đó, biết gì sẽ trả lời cái đó. Thì Trung cũng tâm sự đơn thuần là như vậy thôi. Thì Quang Trung sẽ quay cái lỗi máy giặt E21 cho anh em xem nha. Rồi. Dạ được rồi anh. Con này thì không vắt được ha. Bây giờ không phát thì bây giờ quay qua lại E21 lại nữa nè. E21 thì đang bị về cái E21 thì mình xử lý về cái con cảm biến này là một con công tắc cửa đằng sau này nữa là hai con. Rồi mình chọt mình thử trực tiếp, mình đang định tháo bo về luôn. Mình thử tưởng là mình hư trong bo cơ, nhưng mà mình chọc thì thấy công tắc cửa nó lòi ra. Bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa. Thì hiện tại cái E21 thì mình xử lý xong rồi ha. Thì mình chọc công tắc cửa đang được tháo bo về, thì mình chọc công tắc cửa và hai bộ phận thì thấy nó chạy ok. Bây giờ mình sẽ test một lần nữa, thì nếu mà ok thì mình sẽ ráp cho khách luôn ha. Mình nghĩ là nó sẽ là ok. Chút xíu nữa thử xong thì mình sẽ kiểm lại tra là cái cảm biến 500 từ ở đây và một con rờ le ở đây, công tắc lồng này là công tắc từ là khóa nắp, còn đây là con cái khóa lồng ha. Thì mình chút xíu mình sẽ kiểm tra lại cái thằng này. Đó, ok được luôn rồi mọi người nhé. Sai rồi ha. Đó, thấy chưa? Rồi, giờ đã xong rồi ha. Rồi.
Rồi anh em nào coi xem thì thấy thích cái kênh của Hoa Trông thì mình đăng ký subscribe để nhận được những cái thông báo từ cái video mới nhất từ Hoa Trông ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Rồi máu đây máy đã chạy rồi ha. Của một bác khách hàng cũng là xem YouTube của bên Hoa Trông á. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video.